Ui, mấy con tìm được rồi các bác ơi này. May thế. Nó ra nó núp chỗ bụi các bác ạ này. May quá. Xem tí nữa đã. Mất ăn luôn. Chào các bác nhá. Hôm nay em lại đi thăm bẫy các bác ạ. Lâu rồi em không đi thăm bẫy cạp ấy. Mời mọi người thăm bẫy cùng em nhá. Cái đầu tiên này các bác này. Rồi dính rồi các bác ơi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ui. Đâu rồi nhỉ? Chà. Xem con gì đây? Ui các bác xem nó bới này. Có cái lồng nó đây luôn này các bác này. Bác thấy không? Này các bác xem thấy không? Lồng nó này. Ui chà. Con gì nhỉ? Con cầy các bác ơi. Đây này, đây này. Sao thoát được nhỉ? Xính chỗ nào nó? Ui chà, dính chân này các bác ơi này. Bác thấy không? Này các bác này. Ui dồi ôi. Xem nó bới này các bác này. Bác thấy chưa? Tiếc nhỉ. Để các bác xem này. Phí thế. Có các bác ơi. Rồi bước một cái ở dưới thôi nhé các bác nhé. Úi chà. Thật các bác ạ.
Cái này không dính được các bác ơi. Ủa dính một em. Rồi dính một em anh em ơi. Ủa dính một em và sò rồi nhá các bác nhá. Đây. Chà. Ủa ngon rồi anh em ạ. Ui dồi. Ngon rồi, ngon rồi. Anh em theo. Các bác thấy không? Cái này gà xó đúng không các bác? Các bác thấy. Cùng em xuống thăm đáy ở dưới nhé các bác nhé. Cái này không dính được các bác ạ. Cho em đặt đây. Giờ còn mấy cái nữa các bác ạ, 2-3 cái nữa thôi. Ui, cái này bật rồi sao không dính nhỉ? Nhìn các bác này. Bật rồi không dính các bác ạ. Thu đấy thôi nha các bác nha. Còn một cái ở dưới này là hết rồi các bác ạ. Này không biết có bật chưa. Cái này cũng chưa bật các bác ạ. À, còn cả xó hôm nay mới dính. Nó đi mất rồi các bác ạ. Thoát ra rồi. Nãy em để đây em trên buộc ấy. Nó dính, nó gáy chân dính cả hai chân rồi mà. Không còn đi được. Chịu thật các bác ạ. Là còn chị phần gà xó, phần chim xó các bác ơi. Xong luôn. Chắc nó không sống được rồi. Nó tuyệt thế. Em để đây này.
anh quên buộc vào cái buộc vào tay này, nó khỏi chạy rồi. Thì con chim só lại sổng mất, chán đời thật. Ui, mấy con tìm được rồi các bác ơi này, may thế. Nó ra nó núp chỗ bụi các bác ạ này, may quá. Xem tí nữa này, mất ăn luôn. Chắc em kết thúc video đấy nhá các bác nhá.